Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Bầu cử Mỹ 2024, lần đầu tiên tổng thống Biden dẫn trước ông Trump kể từ tháng 10 năm 2023. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, tổng thống Mỹ Joe Biden đang dẫn trước cựu tổng thống Donald Trump 2 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò trên toàn quốc trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên tổng thống Biden dẫn trước đối thủ tính từ tháng 10 năm ngoái. Theo kết quả cuộc thăm dò kênh truyền hình Fox News hôm 19 tháng 6, 50% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Biden vào tháng 11 tới, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò do Fox News thực hiện vào tháng trước, lúc đó ông Trump dẫn trước 1 điểm phần trăm. Khi các ứng cử viên khác được đưa vào cuộc thăm dò, Ông Biden dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm với tỷ lệ 43% đến 42%. Các ứng cử viên độc lập gồm có ông Robert Kennedy và ông Cornel West lần lượt giành được tỷ lệ ủng hộ 10% và 2%, còn ứng viên đảng xanh Jill Stein được 2%. Trong cuộc thăm dò tháng 5 vừa qua với sự góp mặt của các ứng cử viên khác, ông Trump dẫn trước ông Biden 3 điểm phần trăm. Kết quả cuộc thăm dò mới có thể cho thấy tác động từ bản án vào đầu tháng này đối với ông Trump, khi các cuộc thăm dò diện rộng từ thời điểm đó cho thấy ông Biden đang bám đuổi xích sao hơn, đôi lúc còn vượt qua vị Tổng thống này. Trong số các cử tri độc lập, một trong những nhóm nhân khẩu học quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, ông Biden dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm, tức là thay đổi 11 điểm phần trăm so với tháng 5 khi tỷ lệ cử tri độc lập ủng hộ ông Trump hơn ông Biden 2 điểm phần trăm. Theo chuyên gia thăm dò dư luận của Đảng Cộng hòa Brandon Shaw, khuynh hướng này vẫn còn đó và đóng góp định hình cuộc bầu cử. Với cử tri nữ và người cao tuổi, ông Biden giành được thiện cảm, phần nào giúp ông thêm vững vàng trong cuộc đua với ông Trump, mặc dù các cử tri trẻ tuổi và người Mỹ gốc Phi bớt ủng hộ ông Biden nhiều so với năm 2020. Luật chơi khát khe trong cuộc tranh luận đầu tiên của Trump-Biden Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và Donald Trump đã đồng ý các quy tắc cho cuộc tranh luận trực tiếp vào đầu tháng 6. Cuộc tranh luận do hai người diễn chương trình Jake Tapper và Dana Bass của CNN chủ trì tại Atlanta vào ngày 27 tháng 6 sẽ đánh dấu cuộc đối đầu trực tiếp trong chiến dịch tranh cử năm 2024 giữa ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Cả hai ứng viên đều đã chấp nhận lời mời của CNN và đồng ý chấp nhận các quy tắc cũng như hình thức của cuộc tranh luận. Theo CNN, cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, bao gồm hai quãng nghỉ dành cho quảng cáo. Các thành viên trong chiến dịch tranh cử của hai bên sẽ không được tiếp xúc với ứng cử viên của họ trong khoảng thời gian này. Cả hai ứng viên đều đồng ý xuất hiện trên bục giống nhau và vị trí trên bục của họ sẽ được xác định bằng cách tung đồng xu. Micro sẽ bị tắt trong suốt cuộc tranh luận, ngoại trừ ứng cử viên đến lượt phát biểu. Mặc dù không được phép mang đạo cụ hoặc ghi chú viết sẵn lên bục, nhưng các ứng cử viên sẽ được phát bút, một tập giấy và một chai nước. Một số điểm của cuộc tranh luận bao gồm cả việc không có khán giả ở trường quay sẽ khác so với các cuộc tranh luận trước đó. Tuy nhiên, tương tự các cuộc tranh luận trước đây, người điều hành sẽ sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để đảm bảo cuộc tranh luận diễn ra văn minh và đúng giờ. Cả ông Biden và ông Trump đều nhận lời mời của CNN và ABC News để tranh luận trực tiếp trước thềm bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Cuộc tranh luận đầu tiên do CNN chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại Atlanta, cuộc thứ hai vào ngày 10 tháng 9 do ABC News chủ trì. Hồi tháng 3, ông Trump tuyên bố sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi với chủ nhân Nhà Trắng. Kế hoạch tranh luận phá vỡ truyền thống của các cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ bằng cách tổ chức các diễn đàn không có khán giả trực tiếp và để các hãng truyền thông chủ trì. Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ thường tổ chức 3 cuộc tranh luận như vậy trong một năm bầu cử. Năm nay, Ủy ban đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày 15 tháng 9, mùng 1 tháng 10 và mùng 9 tháng 10. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden và ông Trump từng hai lần tranh luận trực tiếp. Cuộc tranh luận thứ ba dự kiến theo hình thức trực tuyến do COVID-19, song ông Trump sau đó đã phản đối và từ chối tham gia. Và chỉ vài tháng trước thêm bầu cử tổng thống Biden dường như đang tụt lại phía sau đối thủ Donald Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến của cử tri Mỹ. Tuy nhiên, theo khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew gần đây, nhiều người dân ở bên ngoài nước Mỹ có cái nhìn thiện cảm hơn về ông Biden so với tiền nhiệm Trump khi nói đến việc xử lý các vấn đề toàn cầu. Ông Trump công kích cháu trai Kennedy. Ông Trump công kích Kennedy Jr cho rằng ứng viên độc lập này tham gia cuộc đua vào nhà trắng nhằm giúp tổng thống Biden tái đắc cử. RFK-JR là ứng viên tự do cực tả do phe Dân Chủ cài vào nhằm giúp Joe Biden gian trá, tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ tái đắc cử. Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội True Social ngày 26 tháng 4 nhắc đến ứng viên độc lập Robert F. Kennedy, JR, cháu ruột cố tổng thống Mỹ, John F. Kennedy. Động thái cho thấy ông Trump dường như đã thay đổi quan điểm về ứng viên độc lập này. Cựu tổng thống tháng 3 mô tả chiến dịch tranh cử của Kennedy, JR là điều tuyệt vời cho MAGA, viết tắt của khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại vì sẽ lấy đi phiếu bầu cho ông Biden. Ông Trump còn cho rằng nữ luật sư Nicole Sanahan, ứng viên cấp phó của ông Kennedy Jr., không phải là đối thủ đáng gờm. Ông Trump bình luận sau khi kết quả thăm dò do NBC News thực hiện công bố ngày 21 tháng 4 cho thấy, chiến dịch tranh cử của ông Kennedy Jr. có thể ảnh hưởng đến cơ hội cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Trump dẫn trước đối thủ Biden 2 điểm phần trăm nếu đối đầu trực tiếp, Tuy nhiên, khi bổ sung ứng viên độc lập vào thăm dò, ông Biden đảo ngược tình thế. Kennedy JR tuyên bố tranh cử hồi tháng 4 năm 2023 với tư cách ứng viên đảng Dân Chủ, sau đó chuyển thành ứng viên độc lập. Ông là con trai cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy. Kennedy JR là luật sư chuyên về môi trường và tác giả sách, từng gây tranh cãi về quan điểm chống vaccine. Chẳng ngại cháu trai Kennedy đặt ra với ông Biden trên đường đua Tổng thống. Robert F. Kennedy Jr., cháu trai cố Tổng thống Kennedy trở thành ứng viên yêu thích của người gốc Latin và có thể khiến ông Biden đánh mất phiếu của nhóm cử tri quan trọng này. Robert F. Kennedy Jr., 70 tuổi, hồi tháng 3 xuất hiện tại sự kiện ở khu phố Olvera, thành phố Los Angeles, trong ngày Cesar Chavez, nhằm tôn vinh nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Latin nổi tiếng. Sự kiện nhấn mạnh chiến lược tiếp cận nhóm cử tri Mỹ gốc Latin của ông. Kennedy Jr. vốn tranh cử với tư cách ứng viên Đảng Dân Chủ trước khi chuyển thành ứng viên độc lập. Ông là con trai cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy và là cháu của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, người bị ám sát năm 1963. Kennedy Jr. là luật sư chuyên về môi trường và tác giả sách, từng gây tranh cãi về quan điểm chống vaccine. Ông hiện chỉ chính thức có tên trên phiếu bầu Tổng thống vào tháng 11 ở bang Utah và Michigan. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông và Ủy ban Hoạt động Chính trị American Values 2024 cuối tuần qua thông báo, họ đã thu thập đủ chữ ký để ghi danh vào phiếu bầu ở 10 bang khác. Đáng chú ý là hai bang chiến trường Arizona và Nevada, nơi có một phần năm cử tri là người gốc Latin. Nếu Kennedy Jr. thực sự xuất hiện trên phiếu bầu, giới quan sát cho rằng chiến dịch của Tổng thống Joe Biden có thể phải đối mặt thách thức người gốc là tình là nhóm cử tri quan trọng, góp phần giúp ông Biden chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2020. Ông từng nhận được sự ủng hộ từ 59% cử tri nhóm này. Cuộc khảo sát của nhóm Equis Research hồi giữa tháng 2 ở 12 bang chiến trường với 2.010 cử tri gốc là tình cho thấy, cứ năm cử tri gốc là tình trẻ thì có một người ủng hộ Kennedy Jr., Xét theo địa phương, Kennedy Jr. nhận được 17% ủng hộ từ người gốc Latin ở bang Arizona và 21% ở bang Nevada. Giới phân tích đánh giá kết quả này đáng lo ngại với ông Biden. Theo cuộc khảo sát do bị ông Kennedy Jr hút bớt phiếu bầu, ông Biden bị cựu tổng thống Donald Trump dẫn trước trong nhóm cử tri gốc Latin với tỷ lệ ủng hộ của hai người lần lượt là 34% và 41%. Nếu những con số đó trở thành sự thật vào tháng 11, nó sẽ khiến Đảng Dân chủ có khả năng mất Nevada và Arizona. Ông Kennedy Jr là đối thủ đáng gờm đối với Đảng Dân chủ. Lượng ủng hộ ông ấy nhận được tương ứng với lượng ủng hộ ông Biden mất đi. Ferdinand Amandi, từng là nhà thăm dò dư luận cử tri gốc Latin cho chiến dịch của Obama nói. Năm 2020, ông Biden trở thành ứng viên dân chủ đầu tiên đổi màu bang Arizona từ đỏ sang xanh kể từ cuộc bầu cử của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1996, khi thắng ông Trump với cách biệt chưa đầy 11.000 lá phiếu. Tại bang Nevada, ông Biden cũng chiến thắng với chênh lệch nhỏ là 34.000 phiếu, tương đương 2,4%. Bang này gần đây có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa. Sau cuộc bầu cử năm 2020, Viện Brookings xác nhận Nevada và Arizona, nơi có tỷ lệ cử tri trẻ gốc Latin chiếm 40%, là những bang chiến trường mà sự tham gia của nhóm cử tri gốc Latin có thể định đoạt cuộc đua vào Nhà Trắng. Nếu Kennedy Jr có mặt trên phiếu bầu của hai bang này, đó sẽ là mối đe dọa. Ông ấy sẽ làm giảm số phiếu bầu của Biden. Mike Noble, nhà sáng lập công ty thăm dò dư luận Noble Predictive Insight, nói một số cử tri trẻ tuổi gốc là tình ủng hộ Kennedy JR không phải vì ông xuất thân từ gia đình có truyền thống chính trị, mà họ cảm giác hai đảng hiện tại không đáp ứng các nhu cầu của mình, đặc biệt về y tế. Ismael Brandon Hernandez, cử tri 29 tuổi người Mỹ gốc Mexico, sống ở Arizona và từng có 4 năm phục vụ trong quân đội. Năm 2017, anh ra quân vì chấn thương sọ não và đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lưng thất bại. Anh có trải nghiệm tồi tệ với hệ thống bệnh viện dành cho cựu binh và thất vọng trước hóa đơn y tế đắt đỏ của bố mẹ. Lời kêu gọi cải tổ hệ thống y tế ở Mỹ đối với các bệnh mạng tính mà Kennedy JR đưa ra khiến Hernandez hy vọng. Ông ấy khuyến khích tôi bỏ phiếu cho ông ấy cũng như khiến tôi quan tâm một cách nghiêm túc hơn về đất nước của mình. Tôi hiện tại không ủng hộ Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Tôi muốn bầu cho ứng viên độc lập, anh nói. Leslie C. Gonzalez, 27 tuổi, điều hành một công ty vệ sinh xây dựng và công ty sản xuất ở Is Mesa, bang Arizona. Cô tin rằng với những kinh nghiệm về môi trường, ông Kennedy Jr có thể giải quyết các vấn đề về nguồn nước của bang này. "Tôi nghĩ rằng ông ấy có thể trở thành người đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại," Gonzalez nói, thêm rằng những nỗi thất vọng về hệ thống y tế hiện tại cũng thúc đẩy cô bỏ phiếu cho Kennedy Jr. Noah Herrera, 5 năm tuổi, làm trong ngành bất động sản ở Las Vegas, là kiểu cử tri mà đảng Dân Chủ lo lắng sẽ đánh mất vào tay Kennedy JR nhất. Là người ủng hộ ông Biden năm 2020, Herrera hiện là phó chủ tịch liên minh những người Nevada độc lập, nhóm được thành lập để cung cấp nền tảng trung lập cho các cử tri phi đảng phái. Herrera từng bỏ phiếu cho ông Obama và Trump trước khi bầu cho ông Biden năm 2020, nhưng giờ đề ngò khả năng ủng hộ Kennedy JR. Tôi có thể là đảng dân chủ ủng hộ Kennedy hoặc người cộng hòa ủng hộ Reagan. Tôi là người trung lập, tôi sở hữu doanh nghiệp, đóng thuế, có trách nhiệm xã hội và bảo thủ về mặt tài chính, ông nói, nhắc đến cựu tổng thống Ronald Reagan. Chiến dịch của ông Biden đã đầu tư thiết kế quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha. Tổng thống Biden cũng đã tới Nevada và Arizona hồi tháng trước để khởi động chương trình tiếp cận cộng đồng Latin. Leo Murrieta giám đốc nhóm Make the Road right Action ở Nevada đã giúp đỡ những cử tri gốc Latin ở Las Vegas trong 16 năm qua. Ông không ủng hộ lập trường chống vaccine của Kennedy JR, nhưng nhấn mạnh nỗi đau đớn nhất ở Nevada là khả năng chi trả của người dân từ nhà ở cho tới hóa đơn hàng tạp hóa. Murrieta cho rằng cơ hội mà ông Kennedy JR có là do đảng Dân Chủ đã không làm đủ tốt để giữ chân cử tri gốc Latin, khiến họ ngày càng quay sang ủng hộ ứng viên độc lập. Ông cảnh báo, nếu Kennedy JR nỗ lực lấy lòng cử tri người Mỹ gốc Latin, ông Biden sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Họ cần phải nỗ lực hơn. Họ có thể coi nhẹ Kennedy JR, nhưng ông ấy đặt ra mối đe dọa thực sự và họ đang đối mặt tình huống nguy hiểm, Murrieta nói tên lửa Nga phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Ukraine. Quân đội Nga đã tập kích chính xác vào các kho vũ khí đạn dược của Ukraine, bao gồm cả những kho chứa máy bay không người lái và vũ khí phòng không do phương Tây cung cấp. Trong thông cáo ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đêm 21 tháng 6 rạng sáng 22 tháng 6, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích hỗn hợp, sử dụng vũ khí tầm xa trên không và trên biển cũng như máy bay không người lái nhắm vào một số mục tiêu ở Ukraine. Những mục tiêu này bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như các kho chứa đạn và vũ khí trên không do phương Tây cung cấp cho Kiev. Cuộc tấn công đã đánh trúng tất cả các mục tiêu, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng cuộc tấn công mới nhất diễn ra nhằm đáp trả những nỗ lực của Ukraine nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Nga. Vài tháng trở lại đây, quân đội Ukraine liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở chế biến dầu của Nga, bao gồm cả những cơ sở nằm xa biên giới. Nga tuyên bố có nhiều cách đáp trả nếu bị phương Tây tịch thu tài sản. Bộ ngoại giao Nga cảnh báo Nga vẫn duy trì kho biện pháp đối phó rộng rãi trong trường hợp phương Tây tịch thu tài sản của nước này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20 tháng 6 cho biết, Nga hiện nắm một lượng lớn tài sản của phương Tây, tất cả đều có thể phải chịu đòn đáp trả của Nga. Kho cách thức đáp trả về kinh tế chính trị của Nga vẫn rất dồi dào. Bà Zakharova nói, tuy nhiên bà nhấn mạnh, Moscow sẽ không tiết lộ bản chất của các hành động đáp trả. Tại hội nghị thượng đỉnh tuần trước, các nước G7 nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để cho Ukraine vay 50 tỷ USD. Số tiền này có thể giúp Ukraine tái thiết đất nước hoặc mua sắm vũ khí. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU quyết định dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của nga để viện trợ cho ukraine được châu âu đưa ra sau khi một số thành viên eu phản đối ý tưởng của mỹ và anh về việc tịch thu tài sản nga để hỗ trợ kiev nga nhiều lần cảnh báo phương tây về hậu quả nghiêm trọng nếu các nước này sử dụng tài sản của moscow nga phóng hỏa lực phá hủy nghiêm trọng hạ tầng năng lượng ukraine ukraine cho hay nga đã thực hiện vụ tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của phía kiev gây ra thiệt hại nghiêm trọng Kiev hôm 22 tháng 6 cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở phía Tây và phía Nam Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết thiết bị tại cơ sở Ukrainetco ở khu vực Zaporizhia và Lviv đã bị hư hỏng, hai nhân viên bị thương và phải nhập viện ở Zaporizhia. Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ 8 của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong 3 tháng qua. Maxim Kozitsky, cục trưởng cục quân sự tỉnh Lviv, thông báo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng gây ra hỏa hoạn dữ dội. Trước đó, tối 21 tháng 6, không quân Ukraine thông báo 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã cất cánh từ sân bay Olenia ở Nga. Hơn 2 năm sau khi chiến sự bùng phát, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã làm tê liệt khả năng sản xuất điện của Ukraine và buộc Kiev phải cắt điện và nhập khẩu vật tư từ Liên minh châu Âu. Chính quyền Ukraine hôm 20 tháng 6 cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng, trong đó có một nhà máy điện, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công lớn trong đêm khiến 7 nhân viên bị thương. Ditech công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở ukraine cho biết các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại một trong những nhà máy của họ theo tổng thống Volodymyr Zelensky các cuộc tấn công của nga đã phá hủy một nửa công suất điện của ukraine ông zelensky chỉ thị rằng tất cả các bệnh viện và trường học ở ukraine phải được trang bị các tấm pin mặt trời càng sớm càng tốt ông cho biết chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng những nỗ lực của nga nhằm gây áp lực lên ngành năng lượng của chúng tôi sẽ bất thành Giám đốc điều hành DiTech Maxim Timchenko cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong mùa đông này nếu các đồng minh phương Tây của Kiev không cung cấp viện trợ quân sự để bảo vệ mạng lưới năng lượng. Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh của Ukraine gửi thêm hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 20 tháng 6 cho biết Washington sẽ ưu tiên chuyển giao tên lửa phòng không cho Kiev trước đơn hàng của các nước khác. Ông Zelensky cho hay ông rất biết ơn về động thái của Mỹ, năng lực phòng không bổ sung này sẽ bảo vệ các thành phố và dân thường của Ukraine, ông nhấn mạnh. Hồi tháng 4, Bộ trưởng năng lượng Ukraine Chairman Galuschenko cho rằng quy mô và tác động của những cuộc tấn công năm nay lớn hơn nhiều so với các cuộc tập kích của Nga vào mùa đông từ năm 2022 năm 2023 khi hàng triệu người chịu cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm. Các cuộc tấn công của Nga trong năm nay có sức phá hủy lớn hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và một số nơi có thể mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại. Ukraine hoạt tấn công Crimea vào lãnh thổ Nga, Moscow khai hỏa đánh chặn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn và phá hủy 114 máy bay không người lái UAV và 6 sùng mặt nước không người lái USV của Ukraine ở Crimea và hai tỉnh của Nga vào đêm 20 dạng sáng ngày 21 tháng 6. Các hệ thống phòng không đã chặn và tiêu diệt 70 UAV trên lãnh thổ Crimea và Biển Đen, 43 UAV trên bầu trời tỉnh Krasnodar Krai và một UAV ở tỉnh Volgograd. Ngoài ra, máy bay hải quân Nga đã phá hủy 6 phương tiện mặt nước không người lái của Ukraine ở tây bắc của Crimea, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc máy bay không người lái bị bắn hạ hoặc bất kỳ hậu quả nào trong cuộc tấn công. Trong khi đó, truyền thông Nga cũng đã đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn ở tỉnh Krasnodar Krai của Nga vào đêm 20 dạng ngày 21 tháng 6 một đám cháy lớn được báo cáo gần căn cứ không quân ở Yez, nơi người Nga thường xuyên sử dụng để tấn công Ukraine. Ông Mikhail Ravodyev, thống đốc Stevastopol xác nhận rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công thành phố vào ngày 21 tháng 6. Trước đó, kênh Telegram của Nga trong ngày 20 tháng 6 đưa tin máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky ở tỉnh Krasnodar Krai và một kho dầu ở nước Cộng hòa Adygea thuộc Nga. Sau đó, ông Murat Kumpilov, người đứng đầu Cộng hòa Adygea, đã xác nhận về cuộc tấn công. Ông Maxim Yegorov, thống đốc Tambov của Nga, đã xác nhận rằng máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào hai quận trong tỉnh và một đám cháy đã bùng phát tại một kho dầu. Các kênh Telegram của Nga đã đăng tải hình ảnh và video về vụ cháy các kênh Telegram của Nga đã đăng tải hình ảnh và video về vụ cháy. Hãng tin Pravda sau đó dẫn nguồn tin thuộc cơ quan an ninh Ukraine cho biết máy bay không người lái của cơ quan này đã tấn công kho nhiên liệu và dầu nhờn tại khu định cư Inim thuộc Cộng hòa Adygea Nga. Quân đội Ukraine đã thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào các khu vực biên giới Nga cũng như bán đảo Crimea kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào tháng 2 năm 2022 nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư cũng như các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ dầu của Nga. Tấn công mở rộng vào Nga Trong một cuộc động thái liên quan, Politico ngày 20 tháng 6 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã âm thầm nói với Kiev rằng họ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công bất kỳ lực lượng nào của Nga, tấn công vào Ukraine từ bên kia biên giới, chứ không chỉ giới hạn lực lượng ở khu vực gần Kharkov. Trước đó vào cuối tháng 5, các quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nước này cung cấp để tập kích mục tiêu quân sự ở Nga, nhưng chỉ giới hạn trong vùng gần biên giới tỉnh Kharkov. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 6, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ritter cho biết giới hạn trên đã được gỡ bỏ. Khi lực lượng Nga tập kích qua biên giới, Ukraine có thể dùng vũ khí của Mỹ cung cấp phản đòn vào những vị trí này, đó là tự vệ. Ukraine được phép làm vậy là hợp lý. Ông Reader nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào Nga ít nhất một lần, phá hủy các mục tiêu ở thành phố Belogrod và tìm cách kìm hãm cuộc tấn công của Nga ở Kharkov. Nhưng các quan chức Ukraine vẫn muốn Mỹ nới lỏng các hạn chế hơn nữa, cho phép Ukraine tấn công bất cứ nơi nào bên trong lãnh thổ của Nga. Nga tập hợp 5 đấm khổng lồ để tấn công Borova các lực lượng Nga đã tập hợp hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm trang thiết bị ở khu vực Kharkov của Ukraine trước nỗ lực chiếm lại một thị trấn mà quân đội Moscow đã chiếm đóng vào năm 2022, theo báo cáo của Deep State. Vào tháng 5, Nga đã phát động một cuộc tấn công phía bắc Kharkov, được cho là đã kiểm soát được khoảng chục ngôi làng ở biên giới, mặc dù chiến dịch này đã trùn bước và Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công. Kênh Telegram Deep State của Ukraine cho biết, phân tích từ cộng đồng của họ cho thấy mức độ tăng cường quân sự của Nga giữa các làng tiền tuyến Raihororka và Novovodian. Theo một bản dịch báo cáo được tiết lộ cho biết, lực lượng Nga đã xây dựng một năm đấm tấn công để tấn công Borova. Borova bị Nga kiểm soát trong trận chiến giành thành phố Izium của Kharkov vào năm đầu tiên của cuộc chiến trước khi quân Nga rút lui vào ngày 3 tháng 10 năm 2022. Chính quyền Ukraine giành lại quyền kiểm soát Deep State cho biết người Nga đã tích lũy tới 10.000 quân nhân vào khoảng 450 vũ khí và bao gồm 200 hệ thống pháo binh. Mục tiêu rất rõ ràng, một nỗ lực lập lại cuộc tấn công vào Borova năm ngoái. Deep State đưa ra một bản đồ mà họ cho biết đã phác thảo sự tăng cường của Nga và mô tả tuyến phòng thủ ở mặt trận do lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine chấn giữ như thế nào, nhưng quân đội của Nga đông hơn lực lượng Ukraine. Họ cũng cho biết Moscow đang sử dụng thêm các đơn vị và tiến hành hàng loạt các cái hoạt động tấn công theo toàn bộ tuyến tấn công. Đức đoàn xung kích số 3 cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng Nga đang sử dụng xe tăng, máy bay không người lái FPV góc nhìn đầu tiên và tên lửa phòng không để tiến công. Mô tả tiền tuyến ở Kharkov Oblast giáp với Luhansk Oblast là một trong những khu vực tấn công khốc liệt nhất của kẻ thù. Deep State cho biết các lực lượng của Nga đang tìm cách thăm dò những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine trong 3 tuần qua và các cuộc tấn công liên tục đã được hỗ trợ bởi 400 binh sĩ mới được huy động. Deep State cho biết trong phân tích mới được Ukrainska Prada đưa tin rằng cho đến nay chiến thuật tấn công máy xay thịt không mang lại kết quả đáng kể chỉ vì có một lữ đoàn mạnh trong khu vực. Nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng các lực lượng không hề ngang nhau các cuộc tấn công của Nga gần thị trấn Torres ở tỉnh Donetsk cũng gia tăng sau khi giao tranh trong khu vực. Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Tư cho biết, pháo binh, máy bay và các hệ thống không người lái đã được sử dụng để đẩy lùi 5 cuộc tấn công đồng thời của Moscow. Tổng thống Putin, Liên bang Nga sẽ nâng cấp kho vũ khí hạt nhân trong một phát biểu mới nhất tổng thống liên bang nga ông vladimir putin tiết lộ moscow sẽ nâng cấp kho vũ khí hạt nhân vì đây là phương thức bảo đảm chính cho an ninh quốc gia đài rt cho biết bình luận nêu trên của nhà lãnh đạo liên bang nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa moscow và phương tây về cuộc xung đột ukraine với việc mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho kiev nhưng vẫn tuyên bố là họ không tham gia vào cuộc xung đột Phát biểu tại cuộc họp với các sinh viên tốt nghiệp từ các học viện quân sự hôm 21 tháng 6, ông Putin đã cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói, Chúng tôi có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới. Theo RT, bộ ba hạt nhân mà ông Putin đề cập đến là sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt căn cứ trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Tất cả các loại vũ khí này đều có thể mang đầu đạn hạt nhân và nhằm đảm bảo rằng kẻ thù tiềm năng không thể tiêu diệt lực lượng hạt nhân của Liên bang Nga chỉ trong một cuộc tấn công đầu tiên. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Vào đầu tháng 6 năm 2024, ông Putin lưu ý rằng học thuyết hạt nhân của Liên bang Nga quy định những vũ khí như vậy chỉ có thể sử dụng khi đối mặt với mối đe dọa với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhưng nói thêm rằng Moscow đang xem xét sửa đổi điều này. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Liên bang Nga nêu rõ rằng Moscow có thể sử dụng loại vũ khí này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của Liên bang Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã ủng hộ việc Nga hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin cho biết Nga không cần phải thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu. Trong một diễn biến liên quan tới vũ khí hạt nhân ở châu Âu, ngày 20 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakhovrova cho rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ tạo ra vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất ở châu Âu. Hãng thông tấn Anadol Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, bà Zakharova nêu rõ, các yêu cầu của chúng tôi về vấn đề này vẫn không thay đổi, bao gồm việc rút lui tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu cũng như tháo rỡ cơ sở hạ tầng triển khai vũ khí này. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Bắc Âu sẽ được đưa vào danh sách các mục tiêu quân sự hợp pháp trong kịch bản xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Bà Zakharova cảnh báo nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tới Bắc Âu, an ninh của các quốc gia sở hữu loại vũ khí này sẽ không hề mạnh hơn mà trái lại còn bị tổn hại. Số lượng vũ khí hạt nhân ở Mỹ triển khai ở châu Âu đạt đỉnh hơn 7.000 vũ khí vào những năm 1970, sau đó giảm mạnh vào cuối những năm 1980 và đầu 1990. Hiện nay, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ vẫn được bố trí tại 6 căn cứ ở 5 quốc gia thành viên NATO, gồm Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh và Pháp có lực lượng hạt nhân riêng nên không còn giữ vũ khí Mỹ. Ông Trump nêu nguyên nhân bùng phát xung đột Nga-Ukraine Ông Donald Trump đổ lỗi cho chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những phát ngôn của chính quyền ông Joe Biden về việc Ukraine gia nhập NATO đã được cho là một phần nguyên nhân Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hơn 2 năm trước. Trong 20 năm, tôi đã nghe rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó sẽ là một vấn đề thực sự đối với Nga, Tôi đã nghe điều đó từ rất lâu rồi và tôi nghĩ đó thực sự là lý do tại sao cuộc chiến này bắt đầu. Ông Trump nhận định trong cuộc phỏng vấn với doanh nhân David Sachs, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cho hay chưa có bất cứ cuộc thảo luận nào về kịch bản xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khi ông Trump còn ở Nhà Trắng. Nhưng ngay khi ông Biden kế nhiệm, mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Ông Trump cho rằng một trong những vấn đề chính ở đây là các phát ngôn từ phía Nhà Trắng dưới thời ông Biden. Ông Biden đã nói những điều không nên, một trong những điều đó là ông ấy nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO, ông Trump nhận định. Sau đó, ông Sark nói rằng, vào tháng 1 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo với Moscow rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO và Washington cũng nói về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở đây. Ông Sark nhận định, đây là lý do Nga quyết định tấn công một tháng sau đó. Giả sử bạn đang điều hành nước Nga thì bạn sẽ không vui lắm khi nghe điều đó đâu. Ông Trump hồi đáp, nhấn mạnh kịch bản Ukraine gia nhập NATO đã nhiều lần được cảnh báo sẽ kéo theo căng thẳng leo thang. Ông Trump cho rằng ý tưởng kết nạp Ukraine vào NATO có tính khiêu khích. Giờ đây mọi thứ còn trở nên khiêu khích hơn. Tôi nghe nói Pháp còn muốn đưa quân tới Ukraine. Tôi chúc họ thật nhiều may mắn, ông nói. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặc biệt chỉ ra những tuyên bố của phương Tây về khả năng Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa an ninh mà Moscow không thể bỏ qua tính trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện không thể thương lượng của Nga để cuộc xung đột chấm dứt. Trong khi đó, NATO đã lập luận rằng chính sách mở cửa của họ cần thiết và không ai có quyền phủ quyết đối với chính sách này. Lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine đánh chiếm chiến hào Nga ở Kharkov sau cuộc phản công dữ dội, Thủy quân lục chiến Ukraine thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 36 đã chiếm được một số chiến hào của bộ binh Nga ở Kharkov Cơ quan báo chí của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 ngày 20 tháng 6 vừa công bố đoạn video về cuộc phản công diễn ra gần thành phố Volchan ở mặt trận Donetsk. Đoạn phim được quay bằng máy bay không người lái cho thấy Thủy quân lục chiến Ukraina phối hợp chặt chẽ với trinh sát trên không để quét sạch chiến hào của quân Nga. Trước đó, các máy bay không người lái đã thả bom và binh sĩ Nga ẩn nấp trong chiến hào. Những hoạt động tích cực của máy bay không người lái, bộ binh Nga bị dồn vào hầm đào, sau đó các thủy quân lục chiến Ukraina bắt đầu tấn công họ lực lượng thủy quân lục chiến ukraine sử dụng súng và lựu đạn ném vào hầm đào cuối cùng nơi ẩn náu của bộ binh nga cũng bị dọn sạch và nằm dưới sự kiểm soát của quân đội ukraine theo Military, lý do quan trọng dẫn đến cuộc tấn công thành công của quân đội Ukraine là do họ đã tích cực sử dụng các hệ thống máy bay không người lái, phối hợp chặt chẽ với thủy quân lục chiến, đảm bảo phát hiện kịp thời những binh sĩ còn sống sót và đang ẩn náu bên trong chiến hào của lực lượng Nga. Chiến lược này cho phép lực lượng Ukraine tác chiến tích cực hơn và đã được thủy quân lục chiến Ukraine thuộc Lữ đoàn 36 chứng minh. Hiện tại, Lữ đoàn 36 đang tiếp tục hoạt động tích cực ở gần thành phố Volchan, điểm nóng chiến sự ở Kharkov. Lữ đoàn tinh nhuệ này của Ukraine vẫn đang đẩy mạnh tiến hành các hoạt động tấn công, phản công vào các vị trí của Nga và bắt giữ được một số lính Nga tự nguyện quyết định đầu hàng. Trước đó, theo Military, tại khu vực Kharkov, thủy quân lục chiến Ukraine thuộc lữ đoàn 36 cũng đã phá hủy thành công các thiết bị kỹ thuật được quân Nga sử dụng để tạo ra các vị trí phòng thủ mới. Quan chức Nga thân cận với ông Putin từ chối đàm phán hạt nhân để Mỹ phải run rẩy lo sợ. Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cảnh báo Mỹ rằng hãy run rẩy và lo sợ từ chối các cuộc đàm phán về các hạn chế hạt nhân. Theo Newsweek, trong bài đăng mới nhất trên Telegram hôm 21 tháng 6, ông Medvedev cho rằng Nga không thể giảm số lượng đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cho đến khi Mỹ rút viện trợ cho Ukraine. Bình luận của ông Medvedev là để đáp lại những nỗ lực của Mỹ nhằm tái thuyết phục Nga vào việc ký kết hợp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới hay START. Hiệp ước START gần đây nhất, được gọi là New START, từng được cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Medvedev ký tại Praha vào năm 2010. Thỏa thuận này kêu gọi cả hai quốc gia giảm một nửa số lượng bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược trong kho vũ khí của mình và thiết lập một hệ thống kiểm tra mới để chứng thực điều này. Năm 2021, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin đồng ý gia hạn hiệp ước thêm 5 năm đến tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, Nga đã đình chỉ tham gia New START, mặc dù nước này không chính thức rút khỏi thỏa thuận. Vào tháng 3 năm 2024, Mỹ được cho là đã tiếp cận Nga với hy vọng nối lại các cuộc đàm phán về New START, mặc dù điều này bị các nhà lãnh đạo ở Washington nhanh chóng bác bỏ công khai. Trong khi đó, ông Medvedev đề cập đến những nỗ lực của Mỹ để thuyết phục Nga tham gia vào việc giảm phổ biến vũ khí hạt nhân tiết lộ. Mỹ khá nghiêm túc đề xuất rằng chúng tôi nên đàm phán về một hiệp ước mới để cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược của họ. Họ đề xuất thảo luận tất cả các loại vũ khí bao gồm cả tên lửa tầm xa và máy bay cũng như về hiệp ước START mới các tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra trên Telegram cũng chỉ trích những nỗ lực đồng thời của Mỹ nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine kiểm soát Nga. Quan chức cao cấp của Nga đã mô tả chiến lược mới của Mỹ là sự vô lý, điên rồ. Ông Medvedev nhấn mạnh những đề xuất của Mỹ chỉ có thể xảy ra khi Mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn việc nước này gia nhập NATO. Cuối cùng, vị quan chức Nga chế giễu việc Mỹ lo lắng về kho vũ khí quân sự của Nga rằng hãy để toàn bộ tầng lớp ưu tú của họ lo lắng, hãy để họ run rẩy và lo sợ. Bất chấp những lời lẽ gai gắt của ông Medvedev, Orisia Lusevich, phó giám đốc chương trình Nga và Á-Âu, đồng thời là người đứng đầu diễn đàn Ukraine tại Chatham House bình luận rằng không cần lo lắng căng thẳng về bài đăng mới đây trên Telegram của vị quan chức Nga. Theo ông Lusevich, phần lớn những gì ông Medvedev tuyên bố đều chỉ nhắm đến dư luận trong nước. Ukraine tìm cách tự lực cánh sinh về vũ khí, các lệnh hạn chế của mỹ và phương tây áp lên ukraine về việc dùng vũ khí viện trợ khiến kiev nỗ lực tự sản xuất vũ khí nhằm đáp trả nga mỹ đã trang bị cho ukraine số lượng lớn tên lửa tầm xa nhưng washington đặt ra những hạn chế về cách kiev có thể sử dụng khi ngăn ukraine tấn công nga để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này ukraine đã quyết định cải tiến tên lửa chống hạ neptune thành phiên bản tấn công mặt đất để họ có thêm phương án vũ khí tập kích nga Tên lửa chiến thuật MGE-140 ATA-CMS do Mỹ sản xuất được xem là một trong những vũ khí hiện đại hàng đầu của Ukraine. Tuy nhiên, các hạn chế của Mỹ khiến Ukraine không thể phát huy hiệu quả của ATA-CMS. Theo Business Insider, trong những tuần gần đây, Ukraine đã sử dụng tên lửa chống hạm Neptune phiên bản hoán cải để làm nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất bên trong Nga. R360 Neptune là tên lửa hình thành tầm xa, tốc độ cận âm do cục thiết kế Lux của Ukraine phát triển. Ukraine trước đó từng tuyên bố dùng Neptune đánh chìm tàu tuần dương Moskva của Nga, nhưng Moskva không bình luận về thông tin này. Theo truyền thông phương Tây và Ukraine, Kiev dường như đã dùng Neptune phiên bản tấn công mặt đất nhắm vào hệ thống phòng không Nga ở Crimea, tấn công kho dầu Moskva tại Kafka, vùng Krasnodar Krai, cơ sở năng lượng gần Chaska. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết, điểm chung của cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune là đều nhằm vào mục tiêu ở Nga trong tầm bắn của tên lửa ATACMS. Vị trí bị tấn công đều nằm trong khoảng cách tiền tuyến 240 km và tầm bắn 300 km của ATACMS. Vì Mỹ cấm Ukraine sử dụng ATACMS tấn công Nga nên khi dường như phải cải tiến Neptune để có thể gây thiệt hại cho đối phương. Ukraine lần đầu tiên ra mắt tên lửa chống hạm Neptune nhằm vào các mục tiêu hải quân của Nga vào tháng 4 năm 2022 và đã phải phát triển và sửa đổi thêm những tên lửa này để tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào Nga, ISW nhận định. Tên lửa Neptune đã được khoán cải là một trong số những cải tiến của Ukraine trong cuộc chiến mà họ bị Nga áp đảo về tiềm lực quân sự. Ví dụ, Kiev đã sử dụng xuồng không người lái tự sát để bù đắp cho việc hải quân nước này thua kém Nga. Ukraine cũng tăng cường sản xuất máy bay không người lái tầm xa, tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu bên trong nước Nga, nơi lệnh cấm sử dụng một số vũ khí phương Tây vẫn bị áp dụng. 15.000 quân Nga chuẩn bị đánh vòng từ Lugansk sang Kharkov Một nhóm lớn 15.000 quân Nga đang đe dọa mở một cuộc tấn công lớn vào một ngôi làng ở phía nam Kharkov, cách thành phố này chỉ khoảng 15 km. Nguồn tin Ukraine dự đoán rằng một lượng lớn binh lực thuộc nhóm quân phương Tây của Nga đã thành lập một lực lượng tấn công ở vùng Svatovo ở lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng LPR đã sắp nhập vào Nga tháng 9 năm 2022 để đột phá làng Borovaya và tiếp cận sông Oskol ở vùng Kharkov. Mặc dù việc tiến được tới Borovaya là điều không dễ dàng nhưng nếu lực lượng Nga tiến được tới ngôi làng phía nam thành phố Kharkov, họ sẽ chỉ còn cách thành phố lớn thứ hai của Ukraine vẹn vẹn tầm 15 km. Do đó, Nga sẽ quyết tâm mở chiến dịch lớn này. Điều này đã được báo cáo bởi các trang tin công khai chuyên theo dõi tình hình quân sự của Ukraine, bao gồm cả Cổng thông tin giám sát và phân tích Deep State, trích dẫn dữ liệu từ các cơ quan tình báo Ukraine. Các ứng phẩm lưu ý rằng Bộ chỉ huy Nga đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành động tấn công theo hướng nói trên, mà biểu hiện đầu tiên là số lượng lớn binh sĩ và các thiết bị hạng nặng. Theo đó, khoảng 15.000 quân nhân, loạt xe tăng, xe bọc thép và 250 khẩu pháo đã được triển khai trên mặt trận rộng 200 km từ làng Ragozka đến làng Novovodianoye, cùng với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu trực thăng tấn công và các hệ thống máy bay không người lái. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự Ukraine, sự tập trung cao độ binh lực và trang thiết bị hàng nặng của Nga trong một khu vực nhất định vượt trội so với khả năng của Ukraine, cho phép lực lượng vũ trang Nga tiến hành các cuộc tấn công trên quy mô lớn, cường độ cao vào các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Theo các chuyên gia Ukraine, có lẽ lực lượng vũ trang Nga đang có kế hoạch lặp lại chiến thuật của năm ngoái với việc lần đầu tiên tiếp cận phòng tuyến Nadezhda, Novoruka, sau đó là phòng tuyến Bevo-Maskoye, Genestina, rồi tiến hành đột phá tới Borovaya và sông Otkon ở vùng Kharkov. Đồng thời, lực lượng tấn công của Nga không chỉ sử dụng các đơn vị quân sự chính quy mà còn sử dụng các đội quân tình nguyện, có nhiều lợi thế về nhân sự, hỏa lực và tính linh hoạt. Tình hình tập trung binh lực của Nga đang gây lo ngại cho bộ chỉ huy Ukraine bởi ở khu vực này họ không có lực lượng dự bị. Trước nguy cơ bị lực lượng lớn của Nga tấn công, lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng thiết lập thế trận phòng thủ ở khu vực trọng yếu này của mặt trận. Loạt sở chỉ huy bị tấn công, 7 kho đạn và 2 trạm tác chiến điện tử trúng hỏa lực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công loạt sở chỉ huy Ukraine, đồng thời phá hủy 7 kho đạn và 2 trạm tác chiến điện tử trong ngày. Ngày 19 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng Kharkov, nhóm lực lượng Sever của Nga cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo chiến tuyến. Họ gây tổn thất về nhân lực, trang thiết bị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, Lữ đoàn Cơ giới 42, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 57, Lữ đoàn Bộ binh 71 và các Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 120 và 125 của lực lượng vũ trang Ukraine AFO gần Vomjas, Staritsa và Lipsy vùng Kharkov. Tổng thất của AFU ở hướng trên là 300 quân, 2 xe bán tải, 2 pháo D20 152mm, 1 pháo phản lực D30 122mm và 1 pháo phản lực L119 105mm do Anh sản xuất. Ngoài ra, một kho đạn AFU đã bị phá hủy. Ở hướng Kubiansk, nhóm lực lượng Zabat của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất cho đội hình các lữ đoàn cơ giới 14, 116 AFU, Lữ đoàn Dù Di động số 77 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 Ukraine gần Petrobatlovka, Sinkovka, vùng Kharkov, Stelmakovka và Chevonaya, Tribovra, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng LBR. Hai cuộc phản công do đội hình của Lữ đoàn xe tăng số 3 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 AFU phát động đã bị đẩy lùi. Tổng thất của AFU ở hướng trên là 450 binh sĩ Ukraine, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới. Trong quá trình phản pháo, AFU mất một hệ thống pháo tự hành M109, Paladin 155mm, một pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất, một pháo phản lực 2A65 M-Star B 152mm, một pháo tự hành 152mm D20, một pháo tự hành 2S1 Vodica 122mm, một pháo tự hành D30 122mm và một pháo tự hành L119 105mm do Anh sản xuất. Hai kho đạn giả dạ chiến của AFU bị phá hủy ở hướng trên. Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng chút của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo chiến tuyến. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn xung kích số 5, lữ đoàn Chege số 71 và lữ đoàn xung kích đường không số 79 AFU gần Minkovka, Kalinin, Chashopya, Konstantinovka, Karerinovka và Kalovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên là

một pháo L-119 105mm do Anh sản xuất và hai trạm tác chiến điện tử Pulkovel AD và Anblav đã bị vô hiệu hóa. Hai kho đạn AFU cũng bị phá hủy. Ở hướng Aptivka, nhóm lực lượng Sten của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây tổn thất cho đội hình của các lữ đoàn cơ giới 27, 110 AFU, lữ đoàn bộ binh 144 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 gần Novorodskoye. Yevgenovka, Umaskoye, Vovizienka, Kamisevka và Torres DBR. Năm cuộc phản công do các phân đội xung kích từ các lữ đoàn cơ giới 23, 24, 47 và lữ đoàn JAG 68 AFU phát động đã bị đẩy lùi. Tổng thất của AFU ở hướng trên là 355 quân, 6 phương tiện cơ giới, 2 pháo phản lực 2A65 M-Star B, 152 mm, 1 pháo phản lực D30 122 mm, 1 pháo phản lực M119, 105 mm do Mỹ sản xuất và một xe chiến đấu BM-21 Grad. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga đã có được các tuyến thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới 72 AFU, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới hóa số 58, các Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 102 và 108 gần Batlovka, Shevchenko, Vladivirovka, DBR và Makhvobol vùng Zaporizhia. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 120 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành RAP 155mm do Ba Lan sản xuất và 1 pháo tự hành FH-70 155mm do Anh sản xuất. Hai kho đạn giả chiến AFU đã bị phá hủy. Ở hướng khe sông, nhóm lực lượng Trinev của Nga gây tổn thất cho đội hình của Lữ đoàn Tấn công miền núi số 128 AFU và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 123 gần Kamenskoye, vùng Zaporizhia và Nevropetrovskoye, vùng Kherson. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 110 quân, một xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất, bốn phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo tự hành RAP 155mm do Ba Lan sản xuất, một pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất, một pháo D20 152mm và một khẩu pháo D30 122mm. Các lực lượng Nga đã tấn công vào các sở chỉ huy của lữ đoàn xung kích số 5 AFU, các lữ đoàn cơ giới số 54 và 92, cũng như dội hỏa lực vào các cụm nhân lực và trang thiết bị AFU ở 124 khu vực trong ngày. Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 43 UAV Ukraine, 10 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 3 quả bơm dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất. Tin tạc và trần bí mật chết người của phi công máy bay không người lái Ukraine một nhóm tin tặc đã làm rò rỉ cơ sở dữ liệu được cho là của hơn 1.000 quân nhân Ukraine, bao gồm cả các phi công lái máy bay không người lái, được cho là có liên quan đến các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Một nhóm tự xưng là tin tặc giận dữ của Nga đã làm điều đó, Rahid, đã tiết lộ danh sách này vào ngày 18 tháng 6 tài liệu bao gồm hồ sơ của hơn 1.100 người được cho là thuộc lực lượng máy bay robot của Kiev, được mô tả là những kẻ thả lựu đạn từ trên trời xuống người của chúng tôi, chỉ định mục tiêu cho pháo binh và tấn công dân thường ở hậu phương sau. Các mục bao gồm hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, số seri của tài liệu nhận dạng, địa chỉ email, liên kết đến các trang truyền thông xã hội và các loại thông tin cá nhân khác. Khoảng một nửa số cá nhân bị tấn công được cho là thành viên của Trung đoàn máy bay điều khiển từ xa số 383, Brad Pitt tuyên bố họ đã có được toàn bộ danh sách nhân sự của đơn vị. Danh sách do nam giới thống trị nhưng phụ nữ được cho là phục vụ trong đơn vị 383 cũng được nêu tên, bao gồm một đầu bếp và một bác sĩ. Đơn vị này đáng chú ý vì bị nghi ngờ có vai trò trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Tu-141 Street thời Liên Xô trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Ukraine. Kiev đã chuyển đổi một số máy bay trinh sát cánh cố định lớn thành máy bay không người lái Kamikaze nổi tiếng nổi tiếng nhất là một trong số chúng đã bị rơi ở trung tâm Zareb, Croatia vào tháng 3 năm 2022. Mặc dù lãnh đạo quốc gia NATO này từ chối đổ lỗi trực tiếp cho Kiev, theo các nhà điều tra Nga, theo báo cáo của Komesan năm ngoái, phi đoàn 383 cũng chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công vào một sân bay ở vùng Ryazan vào tháng 12 năm 2022. Trong đó, ba quân nhân Nga thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Một tình tiết khác trong vụ án hình sự tương tự xảy ra vào tháng 10 năm 2022 và liên quan đến một máy bay không người lái Uzi 22 được trang bị vũ khí đã nhắm mục tiêu không thành công vào một sân bay ở vùng Kaluga. Đại tá Sergei Budynev, chỉ huy trung đoàn Ukraine hiện đang bị truy nã ở Nga sau khi tòa án ban hành lệnh bắt giữ vắng mặt ông ta. Hồ sơ của ông Sergei Budynev nằm trong số những hồ sơ được nhóm hacker tấn công. Nga tung nắm đấm sốc quyết chiếm làng chiến lược ở Kharkov, lữ đoàn tinh vệ Ukraine ngồi trên đống lửa. Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine ngày 18 tháng 6 cho biết, quân đội Nga đang tăng cường các cuộc tấn công tại khu vực biên giới của tỉnh Lugansk nhằm mục tiêu chiếm làng Borova ở tỉnh Kharkov. Theo ký post, Borova nằm cách Kubiansk khoảng 35 km về phía nam và chỉ cách tiền tuyến ở tỉnh Lugansk 20 km về phía tây. Trong một bài đăng trên Telegram, lữ đoàn xung kích số 3 cho biết lực lượng Moscow đang sử dụng xe tăng, máy bay không người lái góc nhìn đầu tiên FPV và tên lửa phòng không trong nỗ lực tiến quân. Tiên tuyến ở tỉnh Kharkov, giáp với tỉnh Lugansk, hiện nay là một trong những khu vực tấn công dữ dội nhất của đối phương. Nhiệm vụ trước mắt của người Nga là tiếp cận các ngôi làng Zeknesia và Bestrojavnev, sau đó chiếm giữ Borova. Lữ đoàn xung kích số 3 cho hay, theo các nhà phân tích hiện tại, tuyến phòng thủ dài trên mặt trận này hiện do lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine trấn giữ, tuy nhiên tương quan lực lượng hai bên không tương xứng. Quân Nga đông hơn lực lượng Ukraine nhờ được tăng cường các đơn vị bổ sung và đang tiến hành các hoạt động tấn công dữ dội dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo dịch vụ giám sát Deep State, Nga đã tập trung 10.000 quân như một phần của nắm đấm sóc để chiếm gọi làng chiến lược này, theo Deep State. Ngoài ra, Nga cũng triển khai 450 thiết bị quân sự ở khu vực từ Rehorovka đến Novovodian, cách làng Borova khoảng 20 km. Người Nga đã xây dựng một thế trận tấn công Borova tại khu vực từ Raihorodka đến Novovodian. Người Nga đã huy động tới 10.000 nhân lực và khoảng 450 thiết bị quân sự, trong đó có 200 hệ thống pháo binh, mục tiêu rất rõ ràng, nỗ lực chiếm Borova, Deep State nhấn mạnh. Borova vốn đã bị lực lượng Nga chiếm vào tháng 3 năm 2022, nhưng được giải phóng vào cuối năm đó trong một cuộc phản công sâu rộng của Ukraine ở Kharkov. Cả lữ đoàn xung kích số 3 và tiếp xây đều báo cáo rằng lực lượng Nga hiện đang chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực tái chiếm Borova nhưng đang cố gắng bổ sung quân số. Người Nga đang ném toàn bộ trung đội và đại đội vào các cuộc tấn công nhằm giành lấy các vị trí của chúng tôi. Lữ đoàn xung kích số 3 cho hay và nói thêm rằng Nga sẽ bổ sung 250-400 binh sĩ mỗi tuần để bù đắp những tổn thất về nhân lực trên mặt trận này. Lữ đoàn cho biết họ đang cố gắng giữ vững tiền tuyến bất chấp số lượng quân số của Nga áp đảo đối với họ và tình trạng thiếu quân dự bị để thay thế. Trung Quốc quyết liệt yêu cầu NATO ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh về chiến tranh Ukraine. Trung Quốc tuyên bố họ là một bên trung lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và nhấn mạnh rằng họ không gửi viện trợ sát thương cho bên nào trong xung đột, không giống như Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Trung Quốc hôm thứ Ba 18 tháng 6 kêu gọi NATO ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh về cuộc chiến Ukraine sau khi người đứng đầu liên minh quân sự này cáo buộc Bắc Kinh làm xấu đi cuộc xung đột thông qua sự hỗ trợ dành cho Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó hôm thứ Hai 17 tháng 6 cảnh báo Trung Quốc phải đối mặt với hậu quả vì cố giúp Nga xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Đáp lại, hôm thứ Ba, Bắc Kinh thẳng thường nói rằng NATO nên tự nhìn lại mình thay vì bo nhỏ và tấn công Trung Quốc một cách tùy tiện. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng: "Chúng tôi khuyên NATO ngừng đổ lỗi và gieo rắc bất hòa, đừng đổ thêm dầu vào lửa và kích động đối đầu, mà thay vào đó hãy làm điều gì đó thiết thực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị." Quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển mạnh mẽ hơn đáng kể kể từ sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ những tuyên bố của phương Tây rằng họ đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow. Các ngoại trưởng G7 hôm thứ Sáu tuần trước đã bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ về việc chuyển giao vật liệu và linh kiện có công dụng kép từ các doanh nghiệp Trung Quốc sang Nga đang được Moscow sử dụng để mở rộng năng lực quân sự. Trung Quốc cũng đã bác bỏ các cáo buộc của G7 với tuyên bố rằng họ không cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine, cũng như luôn duy trì kiểm soát chặt chẽ với quan hệ xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng. Tiêm kích F-16 do Mỹ cung cấp sẽ chỉ được triển khai ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức PBS, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tiết lộ kế hoạch về tiêm kích F-16 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm vào tuần trước. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố các máy bay chiến đấu F-16 do Washington chuyển cho Kiev sẽ chỉ được triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Sau khi ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm với Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Washington đã cam kết cung cấp cho Kiev không chỉ vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot, mà còn cả phi đội máy bay chiến đấu, trong đó có cả F-16 và các máy bay khác. Bỉ, Mỹ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16 vào cuối năm nay. Kiev nhiều lần nói rằng máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp có thể triển khai bên ngoài Ukraine, trên lãnh thổ của các nước NATO láng giềng, vì ở đó nơi chúng sẽ an toàn. Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết, Kế hoạch là đưa F-16 đến Ukraine và thỏa thuận an ninh song phương được lãnh đạo Mỹ và Ukraine ký kết đã củng cố quan điểm này. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ vũ khí nào của phương Tây được chuyển đến Ukraine sẽ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Điều đó sẽ không thay đổi đến kết quả cuối cùng của cuộc xung đột mà chỉ dẫn đến đổ máu nhiều hơn. Chủ tịch ủy ban quốc phòng của Quốc hội Nga, Andrei Katapolov cũng cảnh báo bất kỳ chiếc F-16 nào của Kiev triển khai bên ngoài Ukraine và được sử dụng trong các chiến dịch chống Nga thì Moscow sẽ coi những căn cứ nước ngoài là mục tiêu chính đáng. Tại sao hội nghị thượng đỉnh về Ukraine khiến phương Tây thất vọng? Theo RIA, các nước đang phát triển đã bác bỏ tối hậu thư mới nhất của NATO gửi tới Moscow vì Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Hội nghị thượng đỉnh Ukraine được quảng cáo rộng rãi diễn ra từ ngày 15 đến 16 tháng 6 tại Bujenstok, Thụy Sĩ, Mặc dù có hơn 160 quốc gia được mời nhưng chỉ có 91 quốc gia tham gia. Sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Brazil, những quốc gia từ chối tham dự vì chỉ có một bên trong cuộc xung đột có mặt tại cuộc họp là điều đáng chú ý. Trong số 91 người tham gia, chỉ có 80 người đồng ý ký thông cáo cuối cùng, trong đó có Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Brazil, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Indonesia, Armenia, Thái Lan và Mexico từ chối xác nhận tuyên bố này. Tại sao các nước đang phát triển từ chối ký thông cáo? Tiến sĩ Anuhara Chenoy, giáo sư đã nghỉ hưu của Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á tại Đại học Jawaharlal Nehru, nói quyết định của Ấn Độ không ký thông cáo cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Thụy Sĩ không có gì đáng ngạc nhiên. Học giả Chenoy nói thêm, Ấn Độ đã chứng minh một cách chính xác rằng một hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình sẽ không có ý nghĩa gì nếu các bên đối lập không có mặt. Bằng cách không mời Nga dự hội nghị Thượng đỉnh, Thụy Sĩ đã thể hiện ý định đưa ra yêu cầu đơn phương hơn là kêu gọi đàm phán hòa bình. Tổng thống Brazil Lula da Silva không tham gia hội nghị thượng đỉnh mà cử đại diện tham gia với tư cách quan sát viên. Tiến sĩ Vinicius Vieira, cộng tác viên nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Đại học Sao Paulo và là phó giáo sư tại Đại học Sao Paulo giải thích. Vì Nga không được mời, vì lý do ngoại giao Brazil và đối với Tổng thống Lula nên Brazil tham gia cuộc họp đó cũng chẳng ích gì. Đó là lý do tại sao Brazil không ký thông cáo cuối cùng. Nam Phi từ chối ký văn bản vì lý do tương tự. Theo giáo sư Fuluhero Nesgura, trưởng khoa điều hành khoa khoa học quản lý tại Đại học Công nghiệp Duban ở Nam Phi. Ame Ibrahim, chuyên gia quan hệ Saudi-Mỹ, có trụ sở tại Riyadh và là nhà phân tích chính trị giải thích. Giải quyết của Ả Rập Saudi không ủng hộ tuyên bố này là do sự kết hợp của ba yếu tố chính. Ả Rập Saudi thường đặt mục tiêu duy trì lập trường trung lập để giữ gìn mối quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ kinh tế quan trọng của Vương quốc này với Nga, đặc biệt là thông qua OPEC, có thể đã ảnh hưởng đến quyết định tránh nguy hiểm cho các mối quan hệ này. Ả Rập Saudi tập trung vào sự ổn định khu vực và lợi ích chiến lược của mình thay vì vướng vào một cuộc xung đột ở châu Âu. Đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin đưa ra con đường hòa giải nhanh hơn. Một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ bắt đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu đề xuất hòa bình của riêng mình với Ukraine. Ông Putin cho biết Ukraine phải rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass, Zaporozhye và Kherson, những khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu. Thông điệp và tuyên bố của Tổng thống Putin về đề xuất hòa bình của ông là rất quan trọng và mang tính hòa giải. Nó mang lại một cơ hội công bằng khác cho hòa bình ở châu Âu. Học giả Chinoi nói và cho biết thêm rằng phương Tây rõ ràng không muốn chấm dứt cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Đề nghị giải quyết đầu tiên của Moscow đã được phái đoàn Nga và Ukraine thảo luận vào tháng 3 năm 2022, cho đến khi Thủ tướng Anh Boris Johnson và các đồng minh NATO của ông làm trạch hướng nó. Học giả này cho biết, rõ ràng là tập thể phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang chuẩn bị cho sự leo thang trong cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Phương Tây biết rõ rằng Nga đang chiến thắng trong cuộc chiến này. Chê nói chỉ ra, đồng thời, mục tiêu của phương Tây cũng vẫn là làm suy yếu và kiềm chế Nga cũng như thay đổi chế độ. Họ coi thất bại của Ukraine là một mối đe dọa hiện hữu, vì đó là điểm suy yếu NATO. Theo chuyên gia Ibrahim, đề xuất của Tổng thống Putin đưa ra một khuôn khổ thay thế cho các cuộc đàm phán hòa bình mà một số quốc gia có thể thấy cân bằng hơn so với cách tiếp cận của Hội nghị Thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Nhà phân tích có trụ sở tại Riyadh nhấn mạnh, nhiều quốc gia có thể coi là đề xuất của ông Putin là con đường nhanh hơn dẫn đến ổn định khu vực, giảm tác động lan tỏa của cuộc xung đột đối với các vấn đề toàn cầu như an ninh lương thực và giá năng lượng. Nam bán cầu muốn đối thoại. Các chuyên gia của Thông tấn Nga đồng tình rằng hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ đã chứng minh rằng miền Nam bán cầu có tiếng nói riêng và phương Tây không thể ép buộc họ phải phục tùng như thời thuộc địa. Giáo sư Nesgor nói, lịch sử của Nam bán cầu bị khuất phục trước nhiều hành động tàn bạo của các cường quốc thực dân trước đây, cả ở châu Phi và Đông Nam Á ông lưu ý rằng bất cứ nơi nào xảy ra chiến tranh trên toàn cầu luôn có bàn tay vô hình từ phía bắc bán cầu và các quốc gia phía nam bán cầu vô cùng bất bình trước động lực quyền lực không thuận lợi cho điều kiện sự phát triển của họ theo vinicius vieira miền nam toàn cầu không còn coi phương tây là nhà môi giới hòa bình hợp pháp đặc biệt là với cách tiếp cận công khai một chiều của hội nghị thượng đỉnh thụy sĩ đối với cuộc xung đột ukraine Vieira kết luận, điều mà Nam bắn cầu muốn là đối thoại, đối thoại về biến đổi khí hậu, đối thoại về biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn để sống, để dập tắt xung đột. Báo động tình trạng khẩn cấp trong quân đội Ukraine Nhà khoa học chính trị Ukraine Andriy Zolotarev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Politika rằng lực lượng vũ trang Ukraine không có đủ đơn vị dự bị để đẩy đủ các cuộc tấn công vào tất cả các khu vực trên mặt trận mà Nga đang tiến tới ông Zolotarev nhận định, không có gì chắc chắn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng ở khu vực này hay khu vực khác, chúng ta sẽ có thứ gì đó để lắp lỗ hỏng. Như chuyên gia lưu ý, Tổng thống Vladimir Putin có thể lạc quan về quân đội Nga có đủ lực lượng dự bị, không giống như lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà phân tích cho biết, họ có thể điều chuyển lực lượng và họ thực hiện việc đó khá mạnh mẽ, dựa trên trang bị của các đơn vị của họ bằng thiết bị ô tô. Theo Zolotarev, Nga đang thực hiện thành công chiến lược của mình, gây khó khăn cho lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực khác nhau trên mặt trận, buộc họ phải căng lực lượng và hy sinh những đơn vị tốt nhất của mình. Cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Belousov cho biết, Ukraine đã mất hơn 35.000 quân nhân và hơn 2,7 nghìn vũ khí trong một tháng, Ông cũng lưu ý rằng các nước phương Tây bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev, truyền dữ liệu tình báo và huấn luyện binh sĩ Ukraine đang leo thăng và kéo dài xung đột vũ trang ở nước này. Ukraine có nguy cơ bế tắc gia nhập EU khi Hungary làm chủ tịch luân phiên. Tiến trình thúc đẩy gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine có khả năng bị đình trệ trong 6 tháng cuối năm nay khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên. Theo kế hoạch trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa EU và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới, sau khi các quốc gia thành viên thông qua khuôn khổ đàm phán tổng thể. Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, 2024. Hungary sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp các bộ trưởng tại Brussels và quyết định những chủ đề nào được đặt ở vị trí ưu tiên. Khẩu hiệu chính thức của nhiệm kỳ chủ tịch EU được Hungary đưa ra là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại. Phiến cảnh này phần nào gây bất an cho các nhà ngoại giao, những người lo ngại Thủ tướng Orbán sẽ tận dụng vị thế đặc quyền để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa mang tính cực hữu. Đặc biệt, chính sách của khối đối với Ukraine mà nhà lãnh đạo này từng lên tiếng phản đối được coi là có nguy cơ bị chệch hướng cao nhất. Các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch Luân Phiên của hội đồng do chính phủ Hungary công bố hôm qua ngày 18 tháng 6 cho thấy những lo ngại này có cơ sở. Theo đó, Hungary sẽ không giúp Ukraine thực thi bất kỳ điều khoản nào trong số 35 điều khoản về 6 cụm chuyên đề liên quan đến nỗ lực đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Ông Zanok Boka, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Hungary cho biết, theo kế hoạch của Hungary, trong quá trình làm chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, vấn đề mở rộng khối sẽ không phải là mục tiêu ưu tiên thiệt hại kinh hoàng của quân đội Ukraine. Những con số thống kê thấp nhất cũng cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại tới hàng trăm nghìn quân trong cuộc xung đột. Cộng đồng chuyên gia cả ở phương Tây và ở Nga đã thảo luận về con số tổn thất, thiệt mạng, mất tích và bị thương vĩnh viễn của các đội hình Ukraine trong gần 2 năm rưỡi xung đột và những ước tính thấp nhất cũng cho thấy con số này đã lên tới vài trăm nghìn quân. Theo giới chuyên gia, thiệt hại thực sự của lực lượng bố trang Ukraine cao gấp vài lần, thậm chí là hàng chục lần so với số liệu chính thức mà các quan chức chính quyền Kiev đã công bố. Ví dụ như theo tính toán của nhà phân tích quân sự Nga Vladislav Sugin công bố trên Telegram của mình vào ngày 18 tháng 6, Ukraine đã mất vĩnh viễn 380-400.000 quân nhân thiệt mạng. Ngoài ra ít nhất 70.000 quân nhân Ukraine đang mất tích, mà trong số này ít nhất 90% đã chết họ chỉ đơn giản là bị bỏ quên trên chiến trường và khoảng 8.000 người thực sự may mắn khi họ đã bị quân Nga bắt giữ. Ngoài ra, 100 đến 130.000 quân nhân Ukraine bị tàn tật do bị thương, mất khả năng lao động và chiến đấu, nên đây cũng là con số tổn thất không thể bù đắp của quân đội Ukraine. Trong khi đó, còn có khoảng 150.000 người khác đang được điều trị, cả trên lãnh thổ Ukraine và nước ngoài. Sau khi bị thương nặng và vừa, điều này cũng có nghĩa là họ sẽ phải phục hồi lâu dài, và thực tế là họ sẽ khó có thể trở lại làm nhiệm vụ chiến đấu. Như vậy, tính tổng cộng trong 28 tháng chiến tranh, Ukraine mất 500.000 quân nhân chết và mất tích, khoảng 130.000 người bị tàn tật. Trên thực tế, đây là toàn bộ quy mô trước chiến tranh của lực lượng vũ trang Ukraine và cũng là đội ngũ quân nhân được đào tạo chính quy và có động lực chiến đấu tốt nhất. Nhà phân tích quân sự Nga chỉ ra, các công bố của Kiev cho thấy ở giai đoạn trước năm 2023, thời gian huấn luyện trung bình của một binh sĩ lực lượng mặt đất Ukraine là 5 đến 7 tháng, năm 2023 giảm xuống còn 3 đến 4 tháng và đến năm nay, thời gian huấn luyện cho các binh sĩ lục quân nước này đã giảm thêm hơn 3 tuần xuống chỉ còn hơn 2 tháng. Ông Sugin nói thêm, theo ước tính của ông, Ukraine hiện có khoảng 700.000 quân, trong khi đó, kế hoạch huy động 60.000 tân binh hàng tháng chỉ đạt 30%, chỉ bù đắp được một phần tổn thất nhân sự hiện nay của các đơn vị. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng vũ trang Ukraine không thể nghĩ đến việc thành lập bất kỳ lực lượng dự trữ chiến lược nào, chứ đừng nói đến nhân lực vì họ còn thiếu rất nhiều hệ thống vũ khí. Trong những điều kiện này, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã dựa vào một cuộc chiến tổng lực bằng máy bay không người lái UAV, cố gắng sử dụng chúng để ngăn chặn bước tiến của đối phương. Các đơn vị điều hành máy bay không người lái mới liên tục được hình thành với mục tiêu tăng số lượng sử dụng lên 10.000 chiếc mỗi ngày. Đồng thời, lực lượng vũ trang Ukraine hiểu rằng nếu một khi lực lượng vũ trang Liên bang Nga xây dựng một hệ thống chống máy bay không người lái hoàn chỉnh, ví dụ như các thiết bị tác chiến điện tử, thì tình hình lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhanh chóng tiến tới thảm họa, vì lực lượng lục quân Nga sẽ có thể lấy lại khả năng cơ động và ở cấp độ chiến thuật chiếm ưu thế vượt trội về vũ khí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn chuông đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại